Là một người yêu sách và thích đọc sách, anh Lê Thiện Tùng thường tự đến các cửa hàng để tìm mua những quyển sách theo đúng sở thích của mình. Mặc dù vậy, anh cũng thừa nhận rất khó để phân biệt đâu là sách thật, sách giả. Thực ra là một người tiêu dùng, mặc dù là mình cũng rất yêu sách, nhưng để biết được đâu là sách thật, đâu là sách giả thì đây là một câu hỏi rất là khó. Còn đối với chị Bùi Thùy Linh ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tìm đến các nhà sách có uy tín là cách duy nhất để chị tránh mua phải sách giả. Thực ra là về dấu hiệu nhận biết về sách giả thì thực ra là mình cũng chưa nắm bắt được. Thực ra ra đây mua thì là về tin tưởng vào nhà sách đó. Hiện nay, để phân biệt sách giả, sách lậu, các nhà xuất bản, công ty phát hành sách thường đưa ra các dấu hiệu gồm tem chống giả, mã QR code, mã ISBN. Tuy nhiên, theo các đơn vị này, các giải pháp này không làm khó được các đối tượng làm giả. Cái tem chống giả này nó chỉ phát huy tác dụng khi mà chúng tôi đi đến thị trường và chúng tôi vào trong một cái nhà sách và chúng tôi cầm cái cuốn sách của chúng tôi lên và không còn thấy tem chống giả là chúng tôi biết đây là nơi đang bán sách giả của Thái Hà Book, và lập tức là chúng tôi sẽ có những cái biện pháp xử lý riêng đối với họ. Công nghệ in sách giả, sách lậu ngày càng tinh vi hơn, nhưng điều đáng nói là vì ham rẻ, thiếu ý thức mà chính những độc giả, những người bỏ tiền ra mua sách lại đang tiếp tay cho sách lậu, sách giả. Tôi rất mong cái sự ủng hộ cũng như lên tiếng của cộng đồng bạn đọc cũng như các đơn vị truyền thông để nâng cao cái nhận thức của người dân, nâng cao nhận thức của bạn đọc. Chúng ta muốn có một môi trường cũng như một đất nước phát triển thì trước hết là phải tôn trọng cái bản quyền trí tuệ, tôn trọng những cái giá trị về văn hóa. Rõ ràng, để có thể ngăn chặn được vấn nạn sách giả thì nhân tố quan trọng nhất vẫn chính là những độc giả. Chỉ khi độc giả quay lưng với sách giả và ý thức được việc mua và đọc sách thật là hành vi văn hóa và tôn trọng pháp luật, là bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, thì nạn sách lậu mới được giải quyết triệt để.